Cha Phó Sư, Thầy Phó Tế, Quý Sơ, Quý Trưởng Hội đoàn và Ban ngành, Quý Phụ, Quý Ông Bà, Bạn, Chị Em. Trước thềm năm mới, trong ngày mừng xuân, con xin đại diện cho Ban Thường vụ Cộng đoàn kính chúc quý cha và quý vị một năm mới. Chúa xuân ban cho dồi dào phúc lộc, an khang thịnh vượng và vạn sự may lành. Nhân ngày đầu xuân, cộng đoàn chúng con có chúc lộc đầu xuân kính biếu đến quý cha, thầy Sáu và hai sơ, sơ Cát Lê và thấy có một sơ nữa, xin mời hai sơ lên cung thánh để cộng đoàn có chúc lộc đầu xuân. Biếu con xin mời hai cha, thầy và hai sơ. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn thay cho tiếng pháo và cho ngày đầu xuân để chúc mừng. Và sau cùng, sau khi cha ban phép lành, cộng đoàn chúng tôi cũng sẽ có phạt lập lì xì cho tất cả quý vì hiện diện trong thánh lễ ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một năm mới được tấn tài, tấn lộc và tấn triệu phú của cộng đoàn. Chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị. Trước khi con có quà cho cha con của con và thầy Sáu và quý sơ thì con xin dân món quà xuân này mà cộng đoàn gửi tặng cho con, tặng cho ông bà cố nhân ngày kỷ niệm 60 năm thành hôn và mừng người con trai của ông bà 30 năm linh mục. Chúng ta ca chúc mừng ông bà cố và mừng năm ngày hôm nay. Chúc mừng ông bà. Ông bà cũng lo con lấy hết cái phong bì rồi. Ngày năm mới thì con xin tiếp tục chúc ông bà anh chị em, nhưng mà trước khi chúc thì con xin chúc cha con nè, xong rồi thầy Sáu và sơ Cát Lê và sơ kia là sơ Tâm. Thầy trả ơn Chúa cùng với cộng đoàn thì con có một món quà nho nhỏ xin gửi đến riêng cái này là quà lì xì của con rất là nhiều, con nên con nhường lại cho bốn quý chức. Xin mời hai sơ lên lại. Thầy Sáu để trả ơn Chúa. Và con cũng chúc quý ông bà chị em cùng với cha phó thầy Sáu như hai sơ là tiếp tục những lời chúc rất là tốt đẹp. Và chúng ta bây giờ chúng ta quay sang người bên trái, quay sang người bên phải, chúng ta nói một câu rất là thân thương của người Việt chúng ta là chúc mừng năm mới.